Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thay đổi màu sắc của thanh tét pa trên Win 10 Thanh tét pa hay còn gọi là thanh tác vụ Mặc định của nó sẽ nằm dưới màn hình như thế này Màu của thanh tét pa thông thường nó sẽ có màu xám đen như thế này Nếu mà các bạn chúng ta không thích màu xám đen của thanh tét pa Thì các bạn có thể là tiến hành thay đổi màu sắc mới cho nó Để thay đổi màu sắc cho thanh tét pa trong Win 10 á thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn hai cách để bạn có thể là thay đổi màu sắc bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách đầu tiên để thay đổi màu sắc của thanh chất ba là bước 1 các bạn chúng ta sẽ bấm vào nút star này sau đó các bạn chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng bắn đăng cơ tức là cái mục setting đó các bạn chọn vào rồi sau đó các bạn chúng ta sẽ chọn vào mục là passion này. các bạn chọn vào để thay đổi màu sắc cho thanh chất ba thì ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào một color rồi ở đây nó có các mã màu này nếu mà các bạn chúng ta thích màu nào cho thanh 3 ba thì các bạn chúng ta sẽ chọn vào các màu tương ứng giả sử như là ở đây tôi muốn là thay đổi màu của thanh thức ba là màu xanh này tôi chọn vào này sau đó tôi sẽ tích vào cái mục là star tiết ba and action center tôi tích vào thì các bạn thấy lúc này á màu xanh nó đã được áp dụng cho thanh thép 3 và khi tôi vào cái menu star này nó cũng thay đổi thành màu xanh luôn lưu ý nha màu được chọn thì nó sẽ có dấu V như thế này còn nếu mà các màu này á mà các bạn chúng ta không thích chúng ta muốn chọn một màu khác để áp dụng cho thanh thép 3 thì các bạn chọn vào mục là custom color này các bạn thích chọn vào sau đó các bạn chúng ta sẽ tiến hành là chọn cho nó một mã màu. Giả sử như ở đây, tôi chọn cho nó một mã màu là xanh và hơi vàng một xí. Nên tôi sẽ chọn là vùng mã màu này, tích vào. Đó, chúng ta được xem trước này Đó, xanh và vàng như thế này. Nếu mà ưng ý rồi á, thì chúng ta sẽ bấm vào một đòn này. Thì các bạn thấy lúc này á, nó đã thay đổi thành màu xanh và nó hơi vàng một xí. Đây là cách đầu tiên để thay đổi màu sắc cho thanh thức 3 trên Win 10. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ hai này. Cách thứ hai là các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột. Sau đó các bạn chọn vào mục là Person. Tiếp theo các bạn chọn vào mục Color. Ở đây các bạn cũng chọn vào một mã màu để áp dụng cho thanh thức 3. Giả sử như ở đây tôi chọn vào màu hồng này. Đó. Tuy nhiên các bạn thấy ở đây này, khi chúng ta chọn màu á bây giờ tôi sẽ ra màn hình desktop thanh thức 3 nó có màu hồng tuy nhiên á là hình nền của tôi nó lại có màu xám nó không phù hợp để như thế này nhìn rất là xấu nha bây giờ tôi sẽ chuyển qua hình nền khác này chọn nét desktop background đó màu xanh thanh thức 3 lại màu hồng nó không hợp nha nó rất là tương phản bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách tự động thay đổi màu của thanh chất 3 làm sao cho nó phù hợp với cái hình nền thì ở đây các bạn chúng ta sẽ vào color này sau đó các bạn chúng ta sẽ tích vào tùy chọn là automatic Bit and accent này các bạn tích vào thì lúc này á màu sắc của thanh chất ba nó sẽ tự động điều chỉnh màu sắc làm sao cho nó phù hợp với cái hình nền bây giờ tôi sẽ là thay đổi hình nền trên win 10 này bấm phải chuột chọn net desktop background qua màu màu hơi xám thì nó vẫn giữ nguyên tôi lại chọn qua hình nền khác này đó cái màu này thì thanh thức ba nó sẽ chuyển qua màu màu hơi vàng tôi chuyển qua màu đây thì nó sẽ tự động thay đổi thanh thức ba cho nó phù hợp với màu nền các bạn thấy không là hình nền của tôi á là nó có màu hơi hơi đỏ thì thanh thức 3 nó sẽ tự động điều chỉnh tôi chuyển qua hình khác nè hình vàng đó thì nó sẽ chỉnh qua màu vàng đó cái đây là hơi đỏ và hồng thì thanh chất ba nó sẽ tự động điều chỉnh rồi tiếp theo nếu mà các bạn chúng ta để như thế này á thanh chất ba của chúng ta nó cũng không đẹp bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm thanh chất ba nó có nền hơi trong suốt một xí đây các bạn chúng ta sẽ vào lại này Các bạn chúng ta sẽ bật tính năng là Transparency Upfet này Nó đang tắt Bây giờ tôi sẽ bật lên Đó thì các bạn thấy lúc này á Thanh chất ba nó sẽ trong suốt Nó mờ hơn Chứ nó không có đậm như lúc ban đầu Đó tự động điều chỉnh Đó cho nó phù hợp với cái cái hình nền Như vậy là trong video này tôi đã hướng dẫn cho bạn Cách thay đổi màu cho thanh chất ba trên Win mời bằng hai cách nếu thấy video hay hiểu đó thì các bạn chúng ta hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cảm ơn bạn đã theo dõi